Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình có về được một lô rìu hàng bãi Nhật, nó còn nguyên kiện, còn rất là mới, chưa sử dụng. Cái rìu này thì nó dài 34 cm và nặng 900 g. Bản lưỡi của nó là 10.5 cm. Những cây này thì nó còn nguyên tem, chưa sử dụng luôn. Cái này mình khui thùng được một thùng này. Thép của nó thì nó là thép kẹp này anh em, thép thép kẹp có vân Harmon. Đó. Anh em xem có vân Harmon thép kẹp chính giữa, rất là sắc bén, giữ độ sắc bén lâu. Với cái thiết kế gấp qua vơ như thế này thì anh em dùng để chặt giò, chặt xương, chặt cây rất là tốt. Thiết kế dạng lưỡi L thì nó chuyên dùng để cho chặt đẽo rồi các thứ. Còn nghiêng khâu nghiêng chốt. À, rất là mới nha anh em. Những cây này thì ít gặp lắm, lâu lâu mới có được vài cây mới à. Mình muốn giao lưu với anh em cây rìu này với giá là 600 nghìn, chưa bao gồm phí ship một cây. Đó, mình chỉ có về được có một thùng thôi. Rất đáng để anh em sưu tầm. Cái này thì anh em về chặt móng giò, móng heo rồi đầu heo hay chặt xương sườn thì rất là ngon. Ngoài ra anh em đi dắt đi rừng, phượt camping, chặt cây, chặt củi, chẻ củi thì đều được hết. Gốc vơ của nó khá là lớn. Thép kẹp vân Harmon. Mình bán với giá là 600 nghìn, chưa bao gồm phí ship một cây. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em đặt hàng thì cứ liên hệ vào số điện thoại mình để ở dưới phần mô tả. Đó, mình sẽ ship tới tận nơi, anh em kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.